5 mẹo cực hữu ích cho người sử dụng mắt kính hàng ngày. Đối với những người mắc tật khúc xạ, kính mắt được xem như vật bất ly thân. Trong sinh hoạt hàng ngày, người người đeo kính phải đối mặt với nhiều nỗi khổ. Chính vì vậy, hôm nay mẹo vật cuộc sống mang đến cho bạn 5 mẹo cực hữu ích cho người sử dụng mắt kính hàng ngày giúp việc đeo kính trở nên thoải mái hơn. 1. Chống mờ kính khi nhiệt độ thay đổi. Kính bị mờ vì thay đổi nhiệt độ là một trong những nỗi khổ lớn nhất của người đeo kính thời tiết cũng như đổ mồ hôi có thể khiến kính bị mờ và cản trở tầm nhìn. Bạn có thể loại bỏ ngay màng xương mờ trên kính bằng khăn lau kính. Tuy nhiên, nếu bạn không có bất kỳ khăn lau nào trên tay hoặc không muốn lau kính quá nhiều lần, thì hãy sử dụng một chút xà phòng lỏng hoặc rắn lên mắt kính trước khi đeo. Việc này vô cùng đơn giản, trước tiên bạn hãy rửa và lau khô kính, để loại bỏ bất kỳ mảnh vụn nào có thể làm chảy sức trong kính của bạn khi bạn tra sát chúng. Sau đó, vắt một ít xà phòng rửa chén lên một miếng vải sợi nhỏ mềm, Tiếp theo hãy trà xà phòng khắp mặt trước và mặt sau tròng kính của bạn theo chuyển động tròn. Khi bạn đã hoàn tất, hãy để kính của bạn khô trong khoảng 15 phút lúc này chúng phải rõ ràng, và sau đó nhẹ nhàng lau tròng kính của bạn bằng vải mềm không sơ. Xà phòng sau khô trên mặt kính sẽ giống như tấm trường lực giúp giữ cho kính của bạn luôn trong suốt và không bị mưa do thay đổi nhiệt độ. 2. Mẹo sửa kính tạm thời khi tuột vít Kính bị tuột vít sẽ rất nguy hiểm nếu như bạn đang tham gia giao thông, Bên cạnh đó, với một chiếc kính lỏng lẻo sẽ làm người đeo không làm chủ tầm nhìn, cũng như gây khó chịu, không thoải mái cho người đeo. Nếu như chiếc kính của bị tuột vít, hãy cố gắng siết chặt các ốc vít ở hai bên thái dương bằng tuốc nơ vít nhỏ đi kèm trong bộ dụng cụ sửa chữa kính mắt. Trong trường hợp bạn không có dụng cụ sửa chữa kính mắt, hãy sử dụng tam che thay thế các chốt vít bằng cách gắn nó vào lỗ được sử dụng để chứa ốc vít. Sau đó đẩy nó xuống và sau đó, cẩn thận bẻ phần tăm thừa để bạn không còn nhìn thấy tăm. Nó sẽ giữ kính của bạn cho đến khi bạn có thể thay thế ốc vít. 3. Cách xử lý các vết xước nhẹ của kính Trong quá trình sử dụng, người dùng khó tránh được việc làm xước hay chảy kính. Nếu bạn vô tình làm xước nhẹ kính thì đừng quá lo lắng, bởi bạn có thể giải quyết các vết xước nhỏ bằng kem đánh răng. Để tránh kính bị xước chảy, hãy đặt kính của bạn luôn hướng lên trên. Và nên nhớ rằng, đừng để kính của bạn trong xe hơi hoặc ở những nơi khác bởi khi tiếp xúc với nhiệt, sẽ có khả năng xảy ra tình trạng giãn nở nhiệt giữa trong kính và lớp phủ gây chảy xước kính. 4. Điều chỉnh lại gọng khi quá lỏng đối với gọng nhựa. Kính mắt sau khi sử dụng trong một khoảng thời gian dài sẽ dễ gặp vấn đề như lỏng kính. Nếu kính của bạn quá lỏng hoặc chật, hãy ngâm phần gọng vào nước nóng trong vài phút cho tới khi phần gọng mềm hơn. Sau đó uốn cong gọng để chúng phù hợp với kích thước mặt bạn. 5. Giữ kính luôn sạch bằng nước ấm và xà phòng. Bạn không có chất tẩy rửa cho trong kính, bạn khó chịu khi chiếc kính của mình thường xuyên bị bẩn. Bạn muốn giữ kính luôn sạch và sáng. Có lẽ công thức này sẽ giúp chiếc kính của bạn luôn sáng và sạch đấy. Hãy rửa kính của bạn dưới nước ấm. Sau đó, nhẹ nhàng làm sạch cả hai mặt của tròng kính, cũng như mọi bộ phận của kính bằng ngón tay của bạn và một giọt nước rửa chén. Lưu ý rằng bạn chỉ nên sử dụng các loại xà phòng không chứa kem dưỡng da hay kem dưỡng ẩm. Cuối cùng hãy rửa kỹ kính của bạn một lần nữa, và lau khô chúng bằng một miếng vải sợi nhỏ sạch không sơ. Trên đây là 5 mẹo cực hữu ích cho người sử dụng mắt kính hàng ngày. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp các bạn cảm thấy thoải mái hơn với việc đeo kính hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn vui vẻ, nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu cần mua mũ nón các loại, hãy ủng hộ mình tại hạnh dương shop com nhé. Mến chào và hẹn gặp lại ở các video sau.